chúng ta sẽ dùng cái bàn chải tiên này, chúng ta xoa tròn một cách nhẹ nhàng các bạn nhá. Chúng ta xoa nhẹ nhàng trên mặt da như này, hoặc chúng ta xoa qua lại dưới má thì chúng ta xoa một chiều hất từ dưới lên trên. Chúng ta xoa khoảng vài chục tiếng đếm. Sau đó chúng ta đổi sang vị trí khác nhé các bạn nhé. Đổi vị trí khác như này. Đấy, sau đó chúng ta lặp lại vài đợt như vậy. Thì khi cái động tác xoa này kết hợp với dầu dừa, nó sẽ làm ấm nóng, hồng hào cái vùng da này. Và nó sẽ làm mờ dần cái vết nám, vết tàn nhang, đồi mồi, nó sẽ mờ dần các bạn nhé. Hai sáu sáu mươi, xin chào anh chị em và các bạn thân mến. Hôm nay mình rất vui được ngồi đây để chia sẻ với các anh chị em về cái phương pháp diện trần của thầy Bùi Quốc Châu và những cái cách thức để làm sao sử dụng dụng cụ diện trần để chăm sóc sức khỏe, để làm đẹp một cách hiệu quả nhất. Và những cái món dụng cụ hôm nay mình giới thiệu đó chính là bàn chải tiên lăn đồng láng nhỏ, bàn chải tiên lăn đồng láng lớn và dầu dừa hội bách chi. Những dụng cụ này là dụng cụ cơ bản trong cái việc làm đẹp da, hạ sốt, hạ huyết áp và khắc phục, hỗ trợ khắc phục cái chứng bị tiểu đường. Và những cái dụng cụ này mình rất là thích dùng và nó đã ứng dụng rất là hiệu quả ngoài thực tế rồi. Trước khi đi vào phần nội dung chính, mọi người hãy dành ra một ít thời gian để bấm vào nút theo dõi kênh để chúng ta được xem các video tiếp theo nhé. Đầu tiên đây chính là lăn đồng láng nhỏ để mình tác động, mình massage trên cái vùng mặt. Và đây là lăn đồng láng chung, mình có thể sử dụng trên mặt và trên đầu. Và đây chính là dầu dừa lội bách chi. Thế thì hai cái dụng cụ này đều giống như nhau thôi. Thì thông thường chúng ta hay dùng cái bàn chải tiên lăn đồng láng chung này. Đối với ai mình làm cho trẻ con ấy, hoặc là mình thích nhẹ nhàng thì mình sẽ dùng cái nhỏ. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng loại chung nhé. Dùng loại chung này thì nó có hai đầu các bạn này. Một đầu đây là bàn chải này. Đấy, đầu này là lăn đồng láng này. Đầu bàn chải này mang tính dương thì nó sẽ làm săn chắc da mặt, nó sẽ làm đẹp da. Còn đầu láng này nó làm mát hạ sốt. Và đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái bàn chải này để chúng ta dựa công dụng của nó là để chải đầu, đúng không ạ? Khi chúng ta chải đầu này thì nó sẽ, các chân này nó rất là êm ái, nó tác động đều, tác động trên cái da đầu này, kích thích để nó làm mọc tóc này, rồi chống rụng tóc này, rồi đồng thời là hạn chế cái sự bạc tóc. Khi các bạn chải như này, các bạn chải một cách nhẹ nhàng nhé, từ mí tóc trán ra tận sau gáy. Và đến cái vùng da nào ấy mà các bạn thấy nó hơi đau ấy, thì đấy chính là vùng sinh huyệt. Thì các bạn có thể di qua di lại như vậy độ khoảng vài lần nhé. Thì các bạn chải gì ạ? Các bạn chải khắp da đầu một lượt như này, khắp da đầu từ mí tóc trán ra tận sau gáy. Và các bạn có thể chải như vậy độ khoảng 10 vòng khắp da đầu nhé các bạn nhé. Chải 10 vòng khắp da đầu một cách rất là nhẹ nhàng. Thì những người hay bị mất ngủ này, hay căng thẳng này, hay stress, hay mệt mỏi này, đúng không? Hay đau đầu thì chúng ta dùng cái đầu này để chúng ta chải như thế, nó rất là dễ chịu. Và buổi tối trước khi đi ngủ thì các bạn không chải nhá, chúng ta chải ban đầu ban ngày. Tại vì nếu trước khi đi ngủ mà chúng ta chải, nó sẽ làm cho hệ thần kinh chúng ta hưng phấn, chúng ta sẽ hơi khó ngủ ở những người hay mất ngủ nhá các bạn nhá. Rồi tiếp theo, công dụng thứ hai khi chúng ta dùng cái bàn chải này là gì ạ? Sau khi chúng ta đã rửa sạch mặt rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta kết hợp với dầu dừa lô hội. Đây là dầu dừa lô hội bách chi, dầu tự nhiên nguyên chất, bao gồm là dầu dừa và lô hội. Thì đây là hai cái chất làm đẹp và làm trắng sáng da rất là tốt. Thì sau khi chúng ta đã rửa mặt xong rồi thì chúng ta sẽ xịt cái dầu dừa lô hội này lên mặt da các bạn nhé. Rồi nhất là những người mà hay bị nám, bị tàn nhang các bạn ạ, bị đồi mồi, thì chúng ta xịt lên cái vùng da nó bị sậm màu đó, chúng ta xịt vào, sau đó dần dần da của mình sẽ trắng sáng. Thì các bạn cứ áp dụng cái bài này trong 7 đến 10 ngày, các bạn sẽ thấy da của các bạn khác hẳn nhé. Chúng ta xoa như này. Sau đó sau khi xoa xong khoảng vài đợt rồi, chúng ta kết hợp với lăn đồng láng này, chúng ta day như này, chúng ta đẩy qua lại lăn như này, thì nó sẽ vừa kết hợp làm sáng da và làm mịn da. Thì đây là một cái bài làm đẹp kinh điển, một cái tiết lộ, một cái tuyệt chiêu, một cái bí mật để mình tiết lộ với các bạn, để các bạn áp dụng tại nhà. Các bạn nhớ làm có kết quả để lại vào trong cái phần comment để cho mình xem, đánh giá xem kết quả các bạn làm như nào nhé, để mình sẽ đồng hành cùng các bạn. Đó chính là cái cách sử dụng của cái thằng bàn chải này. Rồi tiếp theo bước thứ ba, bàn chải này chúng ta có thể gì ạ? Chà vùng cổ vai gáy, để cho những người mà hay bị co cứng cổ vai gáy thì các bạn cứ để cái bàn chải này trên bàn thỉnh thoảng ấy, thì chúng ta có thể xoa mặt, thì thỉnh thoảng chúng ta chà cổ vai gáy, chà tay, đúng không ạ? Chà thân người, bất kỳ chỗ nào mà chúng ta cần tác động để cho nó làm khí huyết lưu thông, nó giảm đau, nó làm dễ chịu mà, đúng không ạ? Hoặc chúng ta bị đau dạ dày, chúng ta chà vùng này, chúng ta tùy nghi chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Thì đấy là tác dụng của cái thằng bàn chải này. Bây giờ đến cái thằng lăn đồng láng này thì tác dụng nó là gì? Thì nó cũng có rất nhiều tác dụng các bạn ạ. Thứ nhất là nó sẽ làm hạ sốt, hạ huyết áp. Khi chúng ta mà lan khắp mặt như này, tại vì đồng láng này thì chúng ta lan vào nó rất là mát, nó tính âm rất là mạnh mà, thì nó khắc phục những cái chứng dương, ví dụ là nóng, ví dụ là huyết áp cao này, sốt này,
Chúng ta lan cho người lớn để hạ huyết áp cao, hoặc trẻ nhỏ, những người trẻ bé đang bị sốt thì chúng ta lan khắp như này. Đấy, rồi thì mình cảm thấy mát và dễ chịu ngay lập tức, hoặc lúc chúng ta bốc hỏa, chúng ta căng thẳng, chúng ta lan khắp như này. Đấy, là bài đầu tiên là hạ sốt, hạ huyết áp. Bài tiếp theo thứ hai là bài gì ạ? Chúng ta lăn cái này, chúng ta chà trên cái vùng môi trên này khoảng vài phút để hỗ trợ cho những người bị tiểu đường. Tại vì cái vùng môi trên này chính là cái vùng phản chiếu của tuyến tụy các bạn ạ. Phản chiếu tuyến tụy này. Thì khi mà chúng ta lăn cái vùng môi trên này, mỗi ngày chúng ta làm 3 lần, mỗi lần khoảng 5 tới 7 phút, thì cái vùng môi trên này theo phương pháp diện chẩn Bùi Quốc Châu ấy, là vùng phản chiếu của tuyến tụy. Những người bị tiểu đường ấy, thì sẽ bị nóng ở vị trí này. Tuyến tụy nóng khiến cho cái chức năng hoạt động của tuyến tụy nó bị suy giảm. Thì khi ta lăn, chúng ta làm mát cái vùng môi này thì nó sẽ kích hoạt cái tuyến tụy, nó tiết ra hormone để nó điều hòa đường huyết. Đó, đấy là tác dụng của cái thằng lan đồng láng này. Ngoài ra nó còn rất nhiều cái công dụng sử dụng nữa, tác dụng ngoài thực tế nữa. Các bạn làm, các bạn ứng nghiệm mà có kết quả như thế nào, các bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình vào trong phần comment nhé. Để mua được những cái dụng cụ diện chẩn chính hãng này này thì các bạn hãy liên hệ tới website là dụngcụdiencẩn.vn, số điện thoại là 0934 128 128. Bên mình sẽ gửi cho các bạn là bàn chải tiên lan đồng láng nhỏ này, rồi bàn chải tiên lan đồng láng chung này, rồi dầu dừa để cho các bạn có thể làm đẹp này, chăm sóc sức khỏe nhé. Thì ngoài ra chúng ta kết hợp với bàn chải láng đỏ nhỏ này, chúng ta có thể lăn ở những cái vùng kẽ, ví dụ ở vùng sườn mũi này, rồi vùng hốc đầu mắt này. Đấy, những cái vùng mà cái thằng bàn chải tiên lan đồng láng to này không lăn tới được. Như vậy mình sẽ dùng kết hợp giữa bàn chải tiên lan đồng láng nhỏ và lan đồng láng to, rồi cái thằng dầu dừa này, mình kết hợp bộ ba này với nhau để mình làm đẹp cũng rất là hữu hiệu nhé. Chúc các bạn sử dụng hiệu quả và thành công. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin chào.